Ok, hôm nay anh em. Tối nay chúng ta sẽ chơi một con game mới. Game này là con game chuột. Đây, anh em đợi tí để tôi mà add cái key của dev gửi theo một icon, cái đuôi bằng thép mà. Tên gì nghe mà ngầu đét vậy ta? Cái đuôi sắt. Đây. New game. New Hawaii. Game thì cũng khá nhẹ, chỉ có 1.58 GB thôi. Giá lúc trước tôi xem trên Steam lúc đầu khuyến mãi thì nó cũng rất là nhẹ luôn, hình như có 60-70 ngàn à. Nên anh em nào muốn thử game này thì canh cái đợt nó giảm giá thử. Đây, nếu lên Steam tôi coi à, game chuột của chúng ta, cái đuôi con chuột. Game này platform màn hình ngang 2D, tuy chỉ ra mắt là 2-3 năm thôi nhưng mà đã có 6 ngàn lượt đánh giá thì rất thành công luôn. Giá lúc mà nó giảm giá còn có 70 ngàn nè, giảm tới 80% lận. Cái đợt gần đây hình như là Winter Sale phải không ta? Đợt Winter Sale gần đây thì giá cũng giảm rất là sát nút luôn đó, còn có 70 ngàn cho anh em trải nghiệm thoải mái game này luôn. Winter Sale 2023 thì sắp tới nó lại sale tiếp thôi, anh em cứ canh đợt nó mua. Nó có một số cái DLC thì chắc là quan trọng cái DLC này thôi, hai cái này là nhạc với hình. Chỉ thêm 30 ngàn nữa coi như là tròn 100 ngàn cho game này đó. Còn chất lượng game thì dựa vào cái đánh giá này thấy nó rất thành công rồi. Đây xem thử cái chơi luôn. Còn cái chơi mà nó có hợp anh em không thì tí nữa tôi chơi cho anh em coi rồi biết. Có vẻ có độ khó đó. Mình vừa có bắn, vừa có lao, có lướt, vừa có mà đỡ nữa. Mà mình cầm súng nó lại cầm cung á. Game mà đừng có thiên về phản xạ quá thì tôi chơi được dài dài. Với lại nhớ kêu có mấy boss nhớ không nổi. Được phết. 13 cái nhiệm vụ mới. Cái này chắc là đang giới thiệu về cái DLC rồi. 14 boss mới luôn. 13 nhiệm vụ mà 14 boss thì cái nhiệm vụ cuối chắc là xuyên hang boss đó. 96 vũ khí và giáp mới luôn. Khiếp. Có khả năng là nếu như chơi ổn thì tôi mua DLC đưa chơi luôn. 30 ngàn bằng một bữa ăn của tôi rồi. Thấy nhà nghèo chưa à? Là cái này phải không? Chưa, Gimson King là có lời nguyền của kỵ sĩ. Rồi. Đây, trong lúc đó thì tôi ạc chạy con game á, Humber Choi. Cái Humber Choi tháng này là nó trên cái Humber game á. Anh em lên cái trang Humber nè, bấm vô cái phần Choi, bấm vô đây. Đó là sẽ dẫn vô cái trang này. Tại cái trang này thì anh em là mua cái gói, nguyên cái gói Bundle này là giá 12 đô. Giá 12 đô nhưng mà anh em có thể up voucher vô nó giảm 4 đô nó còn 8 đô. Voucher thì anh em lên IGN. Anh em lên IGN. Đây, bấm vô chữ IGN keyword trên mà Google là nó ra luôn. Đây, vô IGN đây. Anh em sẽ thấy một cái banner và có cái voucher nó nằm ngay đây luôn nè. Ngay chỗ này luôn nè. Đây anh em bấm vô nó sẽ hiện. Bấm vô rồi thì nó vô phần vô alarm đây. Bấm vô đây nó sẽ cho cái voucher cho anh em để xài. Giảm giá cái số game 8 game đó chỉ còn có 8 đô thôi. Thì cái đợt này là có 8 con game. Thì ba trong số đó thì tôi sẽ làm vô cái tài khoản trước rồi. Đây. Chưa, ba con này là tôi để giveaway cho anh em à. Những con làm mệt là tôi lấy cái key rồi. Thì đợt đợi cái đợt Tết âm này tôi sẽ giveaway cho anh em ba con này. Còn hai con này thì thằng để tôi nó chơi. Lấy về cho nó. Còn ba con này thì tôi chơi chỉ có ba con này thôi, nên coi như 8 đô tôi bỏ ra mua ba con này đó. Anh em mua xong thì nó sẽ hiện lên cái này. Đó. Mua xong thì nó sẽ hiện lên cái trang mà cho anh em thanh toán tiền Việt Nam đồng nha. 8 đô là khoảng 205 ngàn, 206 ngàn nữa. Bây giờ tôi mua rồi, anh em cứ bấm vô đây, get game on team. Nó sẽ hiện ra cái code này, voucher này anh em lấy thì nhập tôi như hồi nãy vậy đó, bấm vô đây, bấm vô đây. Đó dán cái key vô. Còn nếu như lười thì bấm vô đây luôn. Đó nó sẽ dẫn ra bấm cần tiền. Xong. Đó bây giờ thì tôi đã add cái con game Midnight Sun vô rồi. Này. Thì tương tự cái DLC anh em cũng làm gì luôn. Bên đây là cái DLC của con game đó. Cũng get game. Bấm mạc vô. Lần này thì add theo cách này. Doctor Chan, phòng thủ khiên đó. Cái này là Midnight Hentai Neighbor. Add to new game.
60 GB, trời ơi, cài đặt rồi. Trong lúc nó chạy thì chúng ta chơi game thì nó có chạy không ta? Manager 2 DLC. Con này có một số cái DLC mà miễn phí nữa. Tí nữa tôi tải xong lên nhận. Đó. Thì ba con game này tôi sẽ giveaway cho anh em. Giới thiệu ba con game giveaway luôn. Con game mà này là chết tại lỗi cái code này. Kệ. Tôi xử lý tôi che lại được. Không bấm nữa. Có điều up YouTube thì nó render hơi lâu đó. Thì tôi sẽ che cái code lại. Anh em không thấy đâu, yên tâm đi. Hai con này thì tôi nhận cho anh để luôn đi. Lỡ rồi. Mà thôi. Nào rảnh nhận sau. Bấm bậy bậy Loki nó. Kia nãy đã rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta vô game. Tải xong chưa ta? Chắc tải xong rồi đó. Game con chuột. Đáng buồn là không có tiếng Việt của chúng ta. Cái gì? Gì đã vừa chưa đó, hết cỡ rồi, chậm dách rồi. Đây là độ sáng của con game ổn rồi. Từ đây để cô chỉnh qua cái cấp chờ game đó. Con game là chuột đây. Ok, sử dụng control để mà được khuyến khích nhiều hơn. Không, thích chơi phím chuột à. Đây là cái tự động xếp. Con chuột xuyên qua gần cổ nó. Tắt bớt cái đó. Nhấn một nút bất kỳ để vào game. Có phần setting nó không? Này setting đây. Green PC non 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 game sai. Làm lại thao tác này vẫn ok. Bây giờ vui màn hình này. Vi sinh gamma kỳ xuống đồ ổn ám hơn rồi đó. Nhưng mà bỏ cái full game này được không ta? Bỏ cái full game thì nó lại ra cửa sổ như thế này. Cái này là cái gì? Khủng long ở đây đi. Vô tao game nốt 3. Độ khó là cực kỳ rất rất khó nha. For centuries and longer, rats have fought tirelessly to repel the đã hàng thập kỷ đó. Châu Ba thì loài chuột có làm cái gì đó chiên chiến với loài ốc gì đó. Hòa bình thì chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn thôi. Một monarch trẻ thì đã có cái sức mạnh của riêng mình. Vua của loài chuột, đó là tên của anh ấy. Vương triều của những con chuột bên dưới cái luật lệ hà khắc. Phòng giữ này xấu quá, đọc không được rồi. Trở lại đầm lầy, bắt đầu chiến đấu với những con ếch lần nữa. Nói chung là vua chuột trỗi dậy giành lấy cái quyền tự chủ đó. Xây dựng được cái đất đai màu mỡ, bắt đầu cái vương triều nó vượt dậy lên, vươn lên những cái vầng mây, vươn lên bầu trời cao. Sau khi mà vua chuột qua đời vì cái tuổi già thì vương triều một lần nữa rơi vào cái đau khổ. Triều đại của cái vết thương đó bắt đầu bị nhiễm độc nó, xuống khí rồi. Cái làn sóng xanh bắt đầu trỗi dậy rồi, xong luôn. Mình không chừng đóng dạy đứa con không? Đứa con của ông vua qua đời á. King Ratus gazed down upon his withered claws, barely able to hold the crown. He had little hope wielding a sword. So it was decided, the crown should pass to Whiskers New. Arise, young prince, for the kingdom needs a hero. Rồi nó xử luôn hoàng tử rồi. Your tale begins.
Vãi. Vậy mình đóng vai ai đó? Nó ghi là Vương Triều còn mẫu anh hùng. Tin 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 tin. Sáng dậy đi bạn ơi. Mở cửa, thay đồng phục hình chiến binh. When his squire woke him with this god-awful noise, the young prince was dreaming about this day, just like he had for months. Now it was here. Hồi nãy giờ chỉ là mơ thôi. Sao nó chạy nhanh quá ta? Anh em nhìn thấy nó chạy nhanh không? Tôi cảm giác nó chạy rất là nhanh luôn. Ồ, chiêu phết đó chứ. Đúng là hoàng tử thiệt. Cảm giác nó rất là delay luôn. Đây là cái nón của mình. Miễn nhiễm với cốc hả? Áo thay bộ đồ qua. Ừ, nó có trọng lượng nha, nhưng mà cái này kháng cốc rất là cao luôn. Khiên. Khiên thì chỉ có một loại thôi. Ngoài ra có một loại medium nữa. Medium mì nó nặng hơn rất là nhiều. Thôi, medium nó nặng hơn rất nhiều nhưng mà lên được có một tí thủ à. Không cần đâu. Vũ khí. One hand. Một tay. Một tay, ok. Cây này đi cho nó nhẹ. Nhưng mà tí nữa đi. Khi nào nó gần cái mức này đó. Tôi thì thích cây thương hơn. Rồi, thay đồ xong rồi. Kháng ếch có hình con ếch như này. Nhấn nút tab. Mình đang ở đây, hồi nãy mình đi qua bên trái là gặp cái khu viện này. Bây giờ mình cần đi qua phải hoặc là đi xuống. Phải 2, 1, 2, 3 và phải 3 xuống 1. If he'd known how ship là phòng thủ nha. Today would be, cái này là cái thủ đồ của mình. Cái này là tầng trên này, xuống lại tầng dưới thôi. Tầng dưới. Mình đi xuống dưới cái nữa rồi qua phải. Xuống dưới ở đây. Ủa? Cửa này phá luôn rồi. Nhà vua đã già. Đi xuống phía dưới. Qua cái cầu thang. Rồi đi gặp ông vua quá. Này là cái gì? À dễ như cái chip phone nữa. Nhà vua ở phía bên phải không? Đó, rồi ok. Tôi là hoàng tử của cái tòa thành này mà sao phải chỉ đường nữa. Tiền nhiều quá vua ơi. Bố ơi cho con tiền. Mặt trời đã giữa trưa rồi nhờ ngươi mới thức dậy. Bây giờ hãy đi tập luyện để giành lấy cái vương triều của mình. Sau đó đi ăn uống, phục hồi thể lực. Rồi đến cái bản cáo thị đó, nhận cái nhiệm vụ màu đỏ. All the prince had ever wanted was to prove worthy of his father's crown. He might be the smallest brother, but if he was prepared,
He thought he had some small Tất cả cái đứa con của ông vua thì đều muốn cái ngai vàng của ông cha của mình. Trong đó thì có những người anh vượt trội hơn mình rất là nhiều luôn. Nhưng mà mình vẫn có một cái cơ hội nhỏ để ngồi được lên cái ngôi vương đó. Ok, bây giờ đi đâu? Qua trái. Đó, bắt đầu vô tutorial game nè. Chuẩn bị ăn hành nha anh em. Bữa đi ăn trước hả? Mình phải tự chuẩn bị nguyên liệu nghe hả? Nước, củ cải trắng, dầu. Nước, củ cải trắng, dầu. Củ cải, dầu, nước. Ok. Phía bên trái nằm ở trong kho. Chef would need new supplies from the cellar if Reggie wanted a decent breakfast. Không còn thức ăn còn lại là sao? Hướng dẫn nó vừa hình vừa chữ. À, mình đang trên cầu thang nè. Này không tương tác được. Đồ ăn gì mà để dưới đất mấy ông? Biết là chuột rồi. Muốn lấy chai dầu phải không? Ờ, có dầu luôn. Tính đầu nó đưa ra yêu cầu bắt mình làm cái gì đó. The bard had found the last of the summer raspberries in the bare basement. The bard was quick to offer one, even though they weren't his. Nước. Ba. Ba là cái người gãy đàn trong hầu hết những câu chuyện mà bên châu Âu rồi đó. Đây là cái người, cái con chuột chứ, quên. Con chuột gãy đàn. Máu mình sao có bé tẹo vậy ta? Hoàng tử một chức quốc của một mà vương quốc mà đi với tử nấu ăn à. He had the ingredients. His brother the chef would make you a feast fit for kings. Or so he says. Reggie only ever gets his brother Dennis's leftovers, so he wouldn't know. Rồi mình đi lên tầng trên. Xong đi qua phải được rồi đó. Đây chắc là vô đây học. Học cách dùng thương. Rồi ok. Đừng có nói tự gáp vũ khí nữa nha. Thiệt luôn. Muốn gáp sao? His brother, the smith, could forge armor and weapons to see off any enemy. He'd make some for Reggie if the young prince could find blueprints for a rat of his. Mình có thể đi lấy cái bản vẽ ở bên cái bức tượng của mình. Đây mới lấy được cái mũ mới, cái kho này những cái gương trang bị á. Đi luyện với cái con mà búp bê này mình sẽ nhận được hai vàng. Tưởng con này một chiều đi đánh nhau chứ hóa ra là cũng ổn phết. Ngươi nhà ngươi muốn huấn luyện đi vào bên kia. Ok. His eldest brother didn't think Reggie could hit a target even if it was standing still. But Reggie had been training hard. The training dummy's red attacks were too strong to block. It was fast. But Reggie could be faster. Ê da. Nghĩ sao mà xài nút led, Enter led được. Not even Reggie could dodge the dummy's yellow attacks.
His only hope was to parry with his trusty shield. Yeah. Phải pha ghi đúng thời điểm. Hơi trễ, hơi sớm nhá. Thăm binh gì mà nó lâu vậy? The dummy's final attack shook the ground. Reggie would need to dodge to remain unscathed. Nhấn nhảy hai lần để nó lộn quá. Rồi ok, cơ chế chiến đấu có vẻ là rất ổn áp nè. Uống miếng nước đã. Uống một tí nước bọ này. Nhà vô địch của chúng ta. À, nước trong bỏ uống lên là nó sẽ đầy cái bình màu vàng ở góc trái ở trên đó, sau đó mình nhấn quy là nó hồi máu. À, mình chủ động muốn hồi bao nhiêu cũng được hết. Ok, like nhà xe nha anh em, đạt được cái thành tựu đầu tiên huấn luyện cơ bản. Thì đây là nhận thưởng đúng không? Ok, nhiệm vụ phụ bắt đầu. Ủa cái này giống đầm lợi quá vậy? Đứng ship 5 lần nó kêu tiếp tiếp luôn rồi. Bỏ tài luôn, cái thằng mình nó khó quá à. Nó gần như là 0.1 giây luôn. Khó phết đó chứ. Mình chỉnh lại, nó nghiêng người ra sao. Ok, chỉnh rồi đó.
Ok. Rồi bây giờ hạ gục nó là xong cái gì? Ê gì á? Sao giống mệt nãy vậy? Giống mệt nãy luôn. Dennis was impressed. If Reggie could just grow another couple inches, he might even have been worried. Bây giờ hãy thử đấm nhau thực sự đã. Đi sao quá vậy? Mình còn cái nhiệm vụ nào ở đây nữa không? Chưa có bản vẽ nào hết, phải có cái login ở đây nè. Xong rồi mình mới về, mình bấm vô mình gáp được. Mình có 2 tiền, 0 bạc. Còn cái này là cái gì đó. Nãy chơi lần thứ 2 mới được cái này nè. Nó dạng shadow web. Bây giờ đi xuống dưới cầu thang, đi bèm nhau thôi. Chào thương giao, học sĩ á. Nhân ép. À, nhấn F để móc vũ khí ra là cất vào. Rồi tránh đường ra cho cháu. À nhấn ship thì xong quay qua quay lại. Nhấn chuột giữa đi quay qua quay lại. Rồi ok. Vậy là tí nữa đánh quái hai đầu đúng không ạ? Tránh đường ra. Reggie'd never seen the Crimson Fort so full of rat folk. The whole kingdom was there. Some even cheered for him. But the king had let his eldest brother lead the procession. Ngôi vàng đang lung lay. Đây là cái xếp con. Ngồi lên cái ghế để nó xếp phone rồi hiểu rồi trời ơi. Ok. Nói là được rồi. Rồi đi ra tiền tuyến thôi, mở cổng lành. Được 30 phút rồi đó. Để cho tôi đi đâm chém gì đi. Tiến lên Pikachu. If he was cái đấu trường tập luyện thôi. He wasn't showing it. He was going to show all of them what he was made of. If nothing else, this would be no easy. Cái này giống như là bài thi trưởng thành của mình vậy đó. Đi ra. Ôi. Vãi. Dạ. Phải vào ghi thôi anh em. Mình nó chém nhanh quá. Dạ. Chém là đường phát rồi. Đồ hàng chưa? Rồi mũi. Game này công nhận khó vãi nha. He done it. He proved himself a worthy heir. Anh ấy đã hoàn thành nó. Rất là niềm tự hào cho cái vương quốc này và cả bố của anh ấy. Tại sẽ truyền chung miệng cho con. Rồi hết game. Xong chúng ta đã phá đảo trò chơi.
Holy shit. Rồi mấy con ếch nó vô nó chiếm luôn cái dương chiều của mình rồi. Đại ca năm ếch ơi. His dream was about to come apart. Con này là không thể thắng được rồi. Mình đánh nó đâu có mất máu đâu. Trời ơi, cái vương triều của chúng tôi bị vua ngắn nhất trong cái lịch sử này. Hoàng tử của mình thì đã thức đúng vào cái thời điểm mà có máu rồi, cái chất độc của những con ngựa này. Những con ếch này đồ độc ác. Bố ơi, nó xuyên bố như tâm sư găng luôn. Từ full set gear gũng của mình bây giờ chỉ còn mỗi con dao thái. He needed a place to recover, somewhere to make a plan. Xếp game đã. Mình cắt dây leo chui được vô cái hang rồi. Bên này có cái gì nè? Đợi lên vô xuống chó nó nhanh quá. Còn cái nữa hả? Được 3 cây cung. Chặt cái con này. À, lấy được máu nó, mình chế được cái thuốc bỏ. Rồi đầy máu đã. Trên hình như là cái cầu thang đúng không? À đúng rồi. Đang tutorial, tưởng tutorial mà bi hải quá vậy. Rồi, tí nữa kiếm chìa khóa. Ủa mình bị mất máu lúc nào vậy ta? Đào đất nữa chứ. Được mấy cây cung nó gì á. Còn nớt à. Dược ngục anh em ơi. Game này nhảy nó hơi khó. Nhưng mà lăn thì nó lại rất là nhanh. Mày gì đánh dân đâu hả? Năm ếch với chúng tôi này không đạm luôn, kỹ thuật. Nãy giờ được bia cũng hơi nhiều nha. Đợi tí, tôi mở nick hộp các. Game.
Trời, vương triều bụng vỡ thiệt Not kia mà con content with nào. killing the king, the frog horde had torn down his throne room, leaving Trời behind ơi. Little more than smoldering rubble and the bodies of his kin, dead and defiled. Reggie had never seen such evil, nor felt such rage. Còn kia đâu? Cũng xuống đây mày. Không có phòng thủ gì nữa. Vui đam. Lấy được cái cung đó không? Chào đấy. Bi thảm quá, Vương quốc loài chuột chúng ta. Bây giờ cậu đã chính thức trở thành đức vua rồi. Tôi sẽ nghe theo sự chỉ đạo của cậu. Reggie had his crown at last. Trở thành vua của loài chuột. Kingdom. Trời, nhận được 5 cái vật phẩm như luôn rồi. Gì đây? Thị trấn bây giờ đã bị nhiễm độc rồi. Rồi ếch đã bắt đầu xâm chiếm loài chuột. Dennis had returned. But shamefaced. Dennis đã trở về với một khuôn mặt xấu hổ. His sorrows in the village, he couldn't hold back the frogs there, or stop them taking their brother, the chef. Đi thôi. Mình nhắc đi Reggie tìm had anh to mà. Get to Longtail Village to rescue his brother, and fast. If he could fix the travel board, it'd show the quickest way. More than one use for a hammer. And its work on the frog skull seemed to be done. Bản cáo thị bây giờ đã vỡ luôn rồi. Đến bị bắt đi lao động, mình phải có cây búa và cái đinh. Có đinh, có búa, có đinh, có búa rồi. Bây giờ sửa lại cái bản thông báo này hả? Bây giờ mình đến cái đàn đuôi dài, chân dài của mấy chú em của chúng ta. Game gì mà bi đát nó thâm thâm thúy quá. Vừa mới lên ngôi vương cái là mất quyền liền. Vô đi, đi nhanh đi. Longtail Village always smelled of fresh whole bug bread before. Now it reeked of burning fur and gore and something putrid. Pond slime and those that dwelt in it. The Frog Clan Bog Brothers. Pagi nè, bậc thầy Pagi nè. Trời ơi, combo. Đại ca 5m ra đây. Hôm qua, hôm kia gì cũng mới chơi game con ếch nữa. Game đó con ếch dạng bên đất heo nên con ếch bá đạo. Có cái khiên này, có cái khiên này. Đây đây, con ếch nó đã xuyên tôi. Chứ nó xuyên liên tục luôn.
Con gì hả mày? Trời ơi, con mũi này. Có một ông già ăn xin nào đó ở trong cái ngôi làng đuôi dài đó, có cái chìa khóa để mở cái cổng. Nhấn tab, đi lên đây mở cái cổng. Ok cụ, Guard Captain's last act was to secure đội the trưởng đội village bảo elder vệ in thì Town đã Hall and bar this gate to the trấn Frog thủ cái cổng Horde, mình chống lại bầy but chuột. some had Anh gotten ấy đã bị past thương him. rất nặng và không quay qua khỏi nữa. Tôi chơi mức dễ mà ăn hành cả này. Anh em chơi mức khó không biết sao. The captain's right. The frogs were Ớt nó đã inside. xiên tôi The rồi. villagers, they had no more fighters. Until now. Đánh gì mà gắt như vậy? Nó trọng lượng lên cao lắm. Tôi nè. Reggie had found them. The elder and Robin the ranger, who had been his last guard. Trời, có The young king sought no thanks for saving them. He sought only to find Ruby his một xạ brother. thủ, người cuối cùng trong cảnh vệ này, đứa con nhỏ của người này chắc là sẽ chỉ cho mình cách xài cung thôi. Đi cứu cái con nó về cho ổng. Nó nằm ở cái cối xe gió bốn cánh. Ok, save game. Sau này ở bên mà cái sau cái kệ sách còn đứa đang núp nữa kìa. Cối xe gió thì nằm ở bên, mình sẽ qua đáp. If this old rat was right about what was beyond the gate, he'd need to stock up and prepare. Kiếm giờ khiên tất cả coi đồ đó. Ok, thuốc cưa cho mèn cũng ở đây luôn rồi. Ok, quanh ham bây giờ có 3 dập. Phá dược phẩm được nữa mình lụm được mấy cái là như cái mũi tên vậy nè.
Cái thương đánh ngon hơn. Chém ba cái đâm cái giặt xa. Cái gì vậy mày ơi? Ở đâu vậy? This thug of a guard frog wasn't an easy kill, but it was a sweet one. The chef's hat. Reggie must be close. Đi kiếm ông anh đầu bếp của mình. Nó ở rất gần rồi. Dạ. Uống sữa luôn. Chọn một mình cân 4 nhẹ nhàng quá. Game dễ. Mắc cái mũi tên đó thì sao xài ta. Tí nước, uống tí nước cam. Anh chịu khó chờ chút đi, em đi lút đồ đó. Có một con vua ếch nó đang giữ cái chìa khóa. His brother chef beaten, chained and left as bait. The bog brothers, stinking like the place they called home, had done this.
Their leader, Lancelot, had never been bested in battle. He had a lance as lethal as it was legend. But he also had the only key. Yeah. Nó gọi để hả? Giá chứ bẩn. Hãy gọi nữa, vũ đạn nhá. Giờ không ai cứu mày nữa đâu. Nó bay hai à. Trời ơi, giờ nó có gì meo. Vãi thiệt. Brothers' clan were finally destroyed. Mày hết. Reggie knew they would not be mày hết, lớn hết bé. Tôi cho chuyển sinh hết. Cho hành nồng nọc hết luôn. Công sức mình đi lút đồ nãy giờ mà nó toàn vui hết là sao? Mấy cái mắt mát đó là coi đâu gì vậy? Mình cứu anh đây. Về nấu ăn game nha. Ông già nãy ngủ trên nóc đó mất tiêu rồi. Rồi like, một like cho xe anh em. Rồi về lâu đài đi anh nấu cho em ăn. The Bog Brothers were dead. And their stench would soon wash away. His brother could go home safe. And the anh trai lớn thì để chết too. Rồi, người anh trai kế thì vẫn an toàn. Một chị vui trẻ trong tương lai. Cái này là mạnh nhất này. Kiên này cũng là ngon nhất luôn. Nó là medium. Chắc quay về thôi. Game được phết đó chứ. Yếu tố cơ bát là đúng ngon ngẻo luôn á. Reggie would need more than a sword on the road now, the ranger told him. He offered the king his best bow, a gift from his guild. Mình có 15 mũi tên thôi, bắn xong có thể lụm mấy tên được. The ranger's best bow was little more than rotten twig and frayed string. But Reggie was grateful. But he hadn't been offered the other one.
Chép game. Đó, mình giải phóng mình trong cái ngôi làng rồi đó. Có quét the elder had không? Started placing quests on the village notice board. Độ khó một sao, đơn giản. Getting the old rat to part with some coin was no bad idea, considering the funds needed to dọn dẹp cái nông trại cho cái người nông dân để làm việc cho lại. The infestation had spread. The farm basement was overrun. The farmer should be able to squeeze bug juice in peace. Về đây có gì không? Về đúng rồi. Nãy mình đi từ trái qua phải, giờ mình đi từ phải qua trái. Nó cũng y hệt vậy à. With the path to Longtail Village free of frogs, the builders could start repairs on the Crimson Fort's bridge. Rồi mình đi giết con bọ để bảo vệ sửa lại cây cầu đó. Ok. Mình không đi là mấy thằng lính nó chặn đường, nó không cho mình qua luôn. With the paths left unguarded, grubs had crawled to the surface. The builders couldn't work while they're there. Builders could start their repairs in safety. Đấy, bấm lỗ. Crimson Fort would soon be able to welcome visitors again. Mày có gì màu xanh à? Trời ơi. Cái đó thì chắc để sau này nâng cấp thôi. Nặng quá rồi, bây giờ lăn là nó không có mượt như ngày xưa nữa. Ủa phải, cái con game của tôi nó còn đau không ta? Ta đã trở về khỏi cái thần dân của ta. Người anh thử dạng để bị bắt, trời cái dòng tộc này. Ok. Ông già sống tại cái chỗ đó. Đang có vấn đề gì nữa. Rồi ok. His brother chef was glad to be home, but the smith was still missing. The chef believed he might have also been captured. Maybe the elder knew where. Sau này mình mở là mình đi xuống cái khu này là nó khủng khiếp luôn đó nha. Đi thẳng 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 tới đây nè, khiếp phết. Game này là không có ngắn đâu. Combat nó cũng hơi bị phai đó. Anh em thấy tôi chơi dễ là do trình tôi nó cao đó, chứ không phải game nó dễ đâu. The village had already started repairs. Người làng thì bắt đầu được xây dựng trở lại rồi. Hy vọng là những cái con ếch để ra năm ếch không bao giờ đến đây nữa. Đi lên tầng trên có nhiệm vụ của con vua gì nữa đó, vì nó đầy cũ. The guard captain who had recovered had spread word of the king's rescue of the elders. To show their gratitude, the villagers would help rebuild the rat fort. Cái ông đó bảo trợ của mình đó, thì ổng đã hồi phục rồi, bây giờ ông đang đi lại mà cái chỗ tòa thành, về cái tòa thành để tiếp tục công việc hộ giá thôi. Trước mắt thì cứ giúp dân làng này đó.
Nói chung là ông hậu vệ đó cũng ngon nghẻ đấy á. Sống rồi được cái mùa đó. Hỏi ông anh nó đâu? Ông anh thợ rèn đã bị những con ếch bắt đi. Trong đó thì xạ thủ Ganger đã đi đến cái mỏ đó. Not so lucky this time. The elder hadn't seen the frogs with the smith. But maybe the ever vigilant rangers had seen where the frogs had gone. Young Robin had been headed to the ranger's lodge. Maybe Reggie could ask there. Cứ đi thẳng đi đến cái cối xe gió mình đi xuống. Ok. Điểm cuốn phết nha. Tiện, tiện ai để quên đây vậy? 30 tên. Cái này như cái hố xí vậy đó mà ngồi vô nó cũng xếp game đó. Và là cái chạm chờ xe buýt. Rồi cố biến rồi. Cố biến chúng ta ăn. Những con bò ở cối xe gió. Rotting corpses always bring pests. If the grubs get beyond the farm, they'd be everywhere soon. Bắn hai con bọ được trả lời ba mũi tên thì lời được mũi. Cái đéo gì đó. Còn 13 mũi tên. Hồi nãy là 17 mũi phải không? Giờ 19 mũi, vui luôn rồi. Ok. Tiếp tục. Đi đến cái thị trấn cũ rồi, có cái gì đó rất là lớn chứ không phải mỗi con bọ này không. Đi xuống dưới quá. Này, anh người nông dân. Anh nông dân. The farmer had fled his grub infested basement in terror. Chứ tầng hầm của người nông dân thì có nhiều con bọ. Mình quên tử mà mình đi diệt bọ như giờ biết thì không biết có chuyện gì xảy ra dưới đó. Chà, tầng hầm mà khủng khiếp gì đó hả? Đơn giản vậy thôi hả? Ngon. Chờ lút đồ của anh nông dân luôn, thiệt. Hoàng tử gì mà phèn dữ thiệt. Xong rồi đấy. Rồi, lai giờ xe hả? Supply nữa. Cái này thì mình chống lại bọ. Chống lại bọ. Giảm vây mà nó giảm đam. À. The grubs were gone. The farmer could now make the best freshly squeezed bug juice in all Ratdom. Reggie liked it with kids.
the sewers. His royal ancestors had lifted rats from such places. No rat had dwelt here for years. Đi xuống giùm cái. Đóng cung luôn, mà mình mát cung rồi. Đi, có bạc á. Bạc nào chôn dưới đất vậy? Rồi giờ bò như chuột chuối luôn này. Ok. Trên có đường nha. Đấy. Đó leo như tập gây đơ luôn. Hát xin ghiếp. Ở dưới cũng có đường nữa nhưng mà đi lên trên thì mới có quét mình. Có gì ở đây không? Mấy con này bây giờ one hit hết. Nghi là đấu boss này đó. Thấy thiết kế cái kiểu này là chỗ bên đó có đường cái gì vậy, coi bản đồ cái chết. Rồi con game thì làm mất lòng người ta. Mình đang kháng bỏ nè. Chưa đến mức này thì chưa cần cho lắm. Tăng thêm có một chấm nữa không, không đáng.
Bên kia có mấy con ếch nó đang đi nhông nhông kìa. Ếch mà ở dưới cống ngầm nữa. Giống Ninja Gùa quá ha. Game này nó làm tỉ mỉ phết đó chứ. Anh em thấy tôi xuyên con ếch là nó dính máu vô người luôn thấy không? The ranger needed help. Reggie hoped his bow would last the fight. Ủa con này con chuột mà. Nhầm. Nó giảm quay xuống nhưng mà nó lên tí đâu nè, cũng ngon phết đó chứ. Cái điều đánh chậm quá. À nó dùng để phá cửa. Vậy chắc đi vô nhà đi lên thôi. Bên kia có cái xếp phone rồi. Nhưng mà sao phá không được ta? Mình vẫn đang cầm cái rìu đúng rồi mà. Ở đâu? Làm gì có cái xếp phone nào đâu. À chắc đi vô trong nhà này quá. Tôi tìm người anh trai thợ rèn của tôi. Anh ấy đang ở đâu? Cậu có nhìn thấy không? Ngươi có nhìn thấy không? Người anh trai thợ rèn đã bị bắt cóc. Cái cảnh đó nhìn 4 lần rồi đó. Ở một cái tòa tháp. Ở một cái tòa tháp nha. Cần phải có cái rìu để đi lên trên. The head ranger saw the smith taken to the tower by the foul swamp slayer clan. Người thợ săn thì đã nhìn thấy Smith của mình đã bị bắt lên trên cái tòa tháp của những con cóc đó. Ủa không có quét gì để nhận luôn hả? Rồi, ba giờ xe. Đó, thấy không? Ba giờ xe. Nothing like the feel of an axe smashing through tough wood. Reggie wondered if it would do the same to frog shields and frog skulls. One hand.
Dạ. Tự nhiên mất máu với tụi này dưới gì nữa. Vũ đạn nó chơi âm thán mình. Dạ bắn mà anh. The Ranger was excited to help the king. An unforgettable tale to tell his children one day. Có gì xanh xanh nữa kìa. Cái chày một tay của anh Han. Mà quay nặng lắm, quay nó bích luôn. Tí nữa đổi cái mũ được thì đổi. The Smith's hammer. He would never have dropped it willingly. Thế chết rồi, đổi luôn rồi đó hả? Ôi, tôi không muốn xài cái diều đó. Reggie was grateful for his help. He needed to get to his brother as fast as possible. Would he find him still alive in the tower? Lên đi, Phan bảo chấp mình mày nó. Bây giờ mình chuyển qua kháng chuột cũng được, không có còn bỏ nữa. Nặng dữ chưa ta? Nặng quá thì đổi. Lại tối ngày cứ bị bắt thì lại bị xích. Ở trên, trời ơi nó treo ba con chuột ở trên luôn kìa. The Smith was alive. Đồ biết thì vẫn là còn sống thôi. Nhưng chìa khóa thì Blocky Magoo, merciless leader of the Swamp Slayers. He squatted atop the tower, croaking orders to his clan. The village would soon be a ruin, and the frog spawn would feast on the dead. Cái trọng lượng này nặng quá thì nó có sao không ta? Bên đây là cái loại búa khác nữa hả? Thôi, không thích.
sẽ thương hơn. Chỉ có kháng nấm mà. Không đánh được gì hết. Phải thiệt, nó chơi nếp gốc. Hiểu rồi, dùng cái búa phá thế thủ rồi đó. Chơi. Quên nữa, mình không có khi không có đỡ luôn. Bây giờ không mũi. Con mũi này thủ đồ của mày luôn. Ồ, cái kiên ngon. Ngon. Làm tí nước, nước ép đỏ. Ok. Đây, có chị rồi nè anh ơi. Đồ. Người thợ rèn nay đã trở về. Trở về cái đó mà kinh thành. Có rèn đồ chưa em không? Có khỏi xin xích, Wood sẽ trở về cái mà thành viên trong của mình. Bắt đầu xây dựng lại cái vui của anh ấy thôi. Sao? Ok. Leo lên xếp cái nghỉ hả? Game rất là cuốn nha anh em. Yếu tố hành động nó rất đã luôn, cốt truyện cũng đầu tư chính chu hết đó chứ. Rồi, hôm sau thì chơi tiếp với anh em game này. Giờ nghỉ thôi. Ok, bye bye anh em.